Trong slide 6 chúng ta hôm trước đã xem về chuỗi rồi, một số cái liên quan đến xử lý chuỗi và chúng ta cũng đã ứng dụng nó khá nhiều. Ví dụ bài toán mà chúng ta lấy ký tự đầu của các họ, tên lốt và tên để ghép lại thành email á, cũng là một dạng của cái bài xử lý chuỗi và rất nhiều nhiều bài khác. Và trong phần xử lý chuỗi của chúng ta thì nó có một cái phần là biểu thức chính quy. Biểu thức chính quy. Ví dụ hôm trước chúng ta nói về mã số sinh viên của Epoly. Như vậy nếu như mà các bạn để cho mọi người sẽ tự nhập mã số sinh viên. Ví dụ ở đây chúng ta cho là mã số sinh viên của chúng ta. Để cho tất cả mọi người nhập tự do thì người ta sẽ nhập đôi khi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cũng là một mã số vẫn vào. Như vậy thì người ta có thể là nhập là A, B, 1, 2, 3, 4, 5 cũng là một mã số. Người ta cũng có thể là nhập là B, S, 1, 7, 3, 0, 1, đây là một mã số. Người ta có thể là nhập là B, T, 18304 cũng là một mã số. Như vậy thì trong những cái mà người ta nhập ở đây nè, có những cái chúng ta sẽ biết chắc là nó sai. Cái sai thì chúng ta biết chắc chắn, nhưng mà cái đúng thì chưa biết. Hai anh bạn đó làm cái gì đó? Làm cái gì? Bấm cái gì? Theo dõi bài trước đi. Cái đó về nhà chỉ. Bây giờ này đang giảng bài mà. Rồi như vậy thì khi mà các bạn phải nắm được cái mục đích tại sao mình phải học cái này, thì các bạn mới có cảm giác là mình cần học. Mà cần học thì nó mới vô. Còn nếu mà các bạn để tí nữa xem lại video của thầy, đừng xem. Thiệt. Quay là thầy quay vậy thôi. Để mà những bạn mà đã chú ý rồi mà không hiểu bài thì xem lại nó mới có lý. Chứ còn thầy quay để cho các bạn kêu thôi để về nhà em xem, nó không có nghĩa gì hết á. Nó không có ý nghĩa. Như vậy thì cái mục đích của chúng ta, những cái này là chắc chắn sai nè. Mình biết chắc chắn sai. Đó, những cái này là chắc chắn sai. BT cũng chắc chắn sai luôn. Cho nên cái chỗ này người ta không cố tình. Ví dụ người ta biết là mã số sinh viên của Poly thì nó không thể là 1234 được. Bởi vì mã số sinh viên của một số trường thì người ta chỉ toàn số thôi. Mã số sinh viên của Poly thì AB thì nó hơi kỳ kỳ. Người ta cũng có thể hạn chế được. Nhưng mà BS và BT nhiều khi các bạn gõ nó nhầm. Vậy thì mình cũng phát hiện ra cái nhầm này luôn và mình loại trừ luôn. Như vậy cái biểu thức chính quy là nó đã lọc được cho chúng ta một số trường hợp mà chắc chắn sai, còn đúng chưa biết nha. Ví dụ như chỗ này cũng là BS nhưng mà 193 hiện nay là chưa có. Ví dụ như là 199 là chưa có, thì chỗ này mình chưa có check được chỗ này. Nếu như mà mình check mà ở biểu thức chính quy thì mình không bắt được. Nếu như mà mình bắt thì mình muốn dùng thì mình dùng hàm if chẳng hạn. Mình lấy ký tự đó ra thì nó chỉ nằm trong khoảng từ mấy đến mấy thì đúng, còn không thì sai. Như vậy thì lúc đó mình phải dùng hàm. Còn biểu thức chính quy là nó so khớp với một cái chuẩn, đúng chuẩn đó là được. Đó, như vậy là biểu thức chính quy. Như vậy trong cái biểu thức chính quy này thì chúng ta sẽ sử dụng một số cái quy định, quy ước. Một số quy định và quy ước để chúng ta hiểu thế nào là số, thế nào là ký tự. Như vậy trong một biểu thức chính quy thì nó sẽ có hai phần. Phần phía trước là dấu ngoặc vuông. Nó sẽ chỉ định là cái ký tự mình nhập vào thuộc loại gì. Loại gì. Và ở trong ngoặc tròn, ngoặc nhọn phía sau là nó sẽ nói rằng cái chỗ này chúng ta quy định có thể lặp lại mấy lần. Là nó có hai thông tin. Thông tin ở trong dấu ngoặc vuông là lập cái gì. Thông tin thứ hai
là lặp bao nhiêu lần. Như vậy ở chỗ này người ta nói là nếu như mà thầy quy định cái buổi thức chính quy là 0 đến 9, 3, 7 thì người ta nói rằng ở chỗ mà chúng ta nhập chỉ có thể nhập được 0 đến 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và cái việc kiểm tra này sẽ được kiểm tra 3 số liên tục cho đến 7 số liên tục. Như vậy chỗ này chúng ta có thể nhập 3 số nó cũng chấp nhận, 4 số nó cũng chấp nhận, 5 số, 6 số, 7 số nó cũng chấp nhận. Nhưng mà nhập 2 là không được, độ dài phải trên 3. Ví dụ như là mình nhập password đi, người ta nói là ở chỗ này chúng ta chỉ được nhập số và độ dài tối thiểu là 3 và tối đa là 7. Nhập 8 cũng không được luôn. Như vậy số 3 và số 7 nó có ý là như vậy. Đây là một dạng biểu thức chính quy. Vậy thì nếu như chúng ta quy định cho mã số sinh viên của Poly mình đi, giả sử hai ký tự đầu là PS thì ở phía sau của mình mấy số nữa ta? 5 số. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy ở cái đoạn phía sau này nè, 5 số này nè, 5 số này chúng ta có thể quy định ở phía trước là giả sử của nó là tử PS. PS là cố định nè. Rồi phía sau là chúng ta sẽ quy định là có thể nhập từ 0 cho đến 9 và lập mấy lần? 5 lần. Đó, mình ghi như vậy. Tức là chỉ có 5 lần thôi, không có ít hơn, không có nhiều hơn. Vậy người ta nhập 4 số cũng không được, nhập 6 số cũng không được. Như vậy mình loại trừ cái khả năng bị sai khá nhiều. Nhiều khi chỗ này, cái PS này là đúng, mà nhiều khi cái bàn phím của mình nó bị đứt chẳng hạn. Mình gõ chỗ này đến 11. Mà khi mình enter một cái 11 là nó báo lỗi ngay lập tức là mình phát hiện sai liền. Thì nó hạn chế cái dữ liệu sai. Đó là một số cái quy định mà các bạn sẽ có khái niệm về biểu thức chính quy. Và mình sẽ đi vào bên trong cụ thể hơn tí xíu. Mình sẽ sử dụng một cái hàm nhập. Và mình lấy cái thông tin ở đây. Mình sẽ đọc ra cái biểu thức chính quy người ta nói cái gì. Vậy trong cái biểu thức chính quy thì nó có cái hàm mà hôm trước thầy nói đó. Hàm match. À, là để compare hai cái dữ liệu với nhau. Mà so sánh ở đây không phải là so sánh bằng. Ví dụ như A có bằng A hay không thì đó là so sánh bằng. Còn cái này là so khớp, đúng hơn là so khớp giữa cái chúng ta có và cái mẫu, chứ không so sánh bằng. Cũng là so sánh nhưng mà so với cái mẫu thì chúng ta tạm gọi là so khớp. Như vậy trong này người ta nói rằng nhập vào một cái số điện thoại. Vậy số điện thoại của chúng ta thì sao? À, 10 số hoặc 11 số. Và số đầu tiên là 0. Vậy phía sau còn 9 số hoặc 10 số. Như vậy hồi nãy mình nói số là dấu ngoặc vuông từ 0 đến 9. 9 số thì mở ngoặc nhọn 9 và tối đa là 19,10 đóng ngoặc nhọn. Đấy. Như vậy tại sao nó ra được cái chuỗi này? Được chưa? Và khi mình nhập xong số MOBI thì mình match với lại cái chuỗi đó coi nó có đúng mẫu không? Nếu đúng mẫu thì đúng là số MOBI đúng, còn nếu sai mẫu thì bảo là sai. Chúng ta sẽ demo ở chỗ này là trang 16 của slide 6. Trang 16 slide 6 TR6. À, thầy bấm chữ slide sai rồi. Nếu như mà slide sai thì các bạn vô refresh, các bạn sẽ đổi tên lại như chữ T. Ví dụ như có những cái lớp khác mà mình đã gọi đến cái lớp này rồi thì nó cũng tự đổi hết các bạn. Trong cái project của chúng ta là nó tự đổi hết. Còn nếu như mà các bạn bấm mà các bạn đổi trực tiếp á thì nó chỉ đổi được cái class này thôi, còn nó không đổi ở những cái slide khác, những cái class khác. Bây giờ trong này chúng ta sẽ sử dụng hàm main luôn.
và chúng ta sẽ có string là Mobi. Và trước tiên là chúng ta để scan đi. Những cái gì mà chung thì chúng ta khai báo trước đi. Scanner. Đến giờ này mà bạn nào gõ cái lệnh này mà đang còn ngượng á, thì biết là mình tần suất mà mình sử dụng Java chậm đến cỡ nào, ít đến cỡ nào ha. Mình có một cái string là Mobi chấm phẩy, và mình có một cái biểu thức chính quy là string, ở đây người ta để là pattern. Pattern đúng không? TRN. Nó sẽ bằng một cái chuỗi theo quy định. Thì người ta sẽ quy định cái gì? Số 0 là đầu tiên. Cái gì mà các bạn bắt buộc người ta phải nhập giống thì các bạn nhập đúng ký tự đó luôn. Tại vị trí đó. Thì ra là phải có số 0. Vậy số 0 đầu tiên. Ở phía sau chúng ta có 9 số hoặc 10 số. Vậy cái lúc nãy mình nói là muốn nhập số thì chúng ta đưa trong dấu ngoặc vuông nhập cái gì? Nhập 0 trừ 9, 0 trừ 9, tức là từ 0 đến 9. Nhập cái gì cũng được. Cái tiếp theo, chúng ta sẽ nhập mấy lần là ít nhất, mấy lần là nhiều nhất. À, ít nhất là 9 lần, nhiều nhất là 10 lần. Đó là mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ add out, nhập vào số điện thoại. Và bình thường chúng ta sẽ nhập như thế này là Mobi bằng scanner chấm net line, và chúng ta add out số điện thoại vừa nhập, chúng ta sẽ cộng thêm cái Mobi vào. Như vậy đây là bài toán mà chúng ta làm thông thường, chúng ta chưa kiểm tra gì hết. Bài này chưa kiểm tra gì hết. Như vậy khi các bạn nhập cái số điện thoại vô đây, các bạn nhập bất kỳ cái gì enter nó cũng đồng ý hết, cỡ nào nó cũng đồng ý. Vậy bây giờ cái này chắc chắn không thể là số điện thoại được. Vậy mình ở đây mình sẽ làm sao mà cho kiểm tra chính xác đây là Mobi thì mới xuất, còn không thì bắt nhập lại chẳng hạn, ví dụ như vậy. Vậy bây giờ ở đây chúng ta sẽ xuống kiểm tra. Nếu Mobi.match với cái gì? Với pattern. Nếu đúng là Mobi đúng mẫu với pattern thì xuất ra là số điện thoại. Đúng mẫu thì số điện thoại. Còn không thì mình sẽ thông báo là Mobi không phải là số điện thoại. Mobi không phải là số điện thoại. Nhập số điện thoại vào. Ví dụ chúng ta nhập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 10 số. Enter, không phải là số điện thoại. Chúng ta chạy lại 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, enter. Số điện thoại vừa nhập là được không? Rồi, nhập ngắn hơn cái coi. 0 1 2 3, enter, không phải. Nhập dài hơn, 0 1 2 3 4 5 6, dài hơn, cũng không phải.
Như vậy, biểu thức chính quy là chúng ta hạn chế sai sót. Những trường hợp mà chúng ta biết là chắc chắn sai thì chúng ta loại trừ nó ra. Vậy ở chỗ này chúng ta có thể dùng để nhập đi, nhập lại cái số điện thoại của mình cho đến khi nào đúng thì thôi. Được không? Vậy làm sao để mình biến cái này thành một cái đoạn code mà nhập cái số điện thoại của chúng ta đến khi nào đúng thì thôi? Dũng. Do while. Ok. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ dùng do while. Vậy do chỗ nào và while chỗ nào? Do while. Và ở chỗ này các bạn sẽ while cái gì? While mobi.met với lại button. While mobi.met với button. Vậy cái này ở đâu ra? Có hai cách để các bạn làm. Một, nếu như các bạn dùng do while thì chỗ này bạn đưa cái đoạn này vô trong. Đưa nó vô trong. Nhập số điện thoại vô mobi và kiểm tra. Vậy kiểm tra nếu sai thì nó quay trở ngược lại, nó bắt nhập tiếp. Và sau khi nhập xong thì chắc chắn rằng cái số điện thoại của chúng ta nhập là đúng yêu cầu. Đúng không? Đúng yêu cầu. Đó. Cho nên chúng ta sẽ loại trừ được một số trường hợp sai. Một số trường hợp sai. Số điện thoại có 10 số. Có 9 số. À, có bao giờ xin số điện thoại của người ta chưa? Chưa xin luôn hả? Có anh chàng đó, anh đi xin số điện thoại của anh bố vợ tương lai. Đúng không? Bố vợ nói, con gái tao nó có số điện thoại mà nhiều số lắm. À, nó có 9-10 số gì á. Mày xin số nào? Nó kêu, thôi bố cho con đại 2-3 số đi. Ông kêu 7-5-6. Ủa kia có còn gì nữa bố? Ủa tao đã nói là số điện thoại của nó 9 số hay 10 số gì đó, tao không nhớ. Nhưng mà mày nói cho đại 3 số thì đúng rồi, tao cho 3 số thôi chứ. Còn mấy số kia tao cũng biết đâu. Như vậy 3 số thì chắc chắn là sai. Thì anh chàng này anh biết là 3 số là sai. Thì anh nói ủa sao còn mấy số nữa không đọc. Đúng không? Chứ anh nào mà chưa xài số điện thoại là chạy về rồi. Phải không? Bốc máy lên gọi rồi. Vậy là anh này anh có biểu thức chính quy. Anh lọc được cái trường hợp sai. Đấy, như vậy là chúng ta kiểm tra một cái số điện thoại về biểu thức chính quy. Bây giờ, giả sử các bạn nhập về sinh viên đi. Đoạn code của chúng ta. Và chúng ta nhập về mã số sinh viên. Chỗ này chúng ta chạy thử nha. Nhập số điện thoại. Chỗ này phải là không đúng thì quay lại. Tại vì mình để điều kiện sai. Đúng là nó thoát, không đúng thì nó quay lại. Rồi, nhập số điện thoại. Sai, quay lại. Tức là điều kiện của while là gì? Khi nào đúng thì quay lại. Vậy cái chỗ này mobi match với pattern đúng hay sai? Sai. Phủ định của sai là đúng. Đúng thì quay lại. Do while. Đúng thì quay lại. Cho nên bạn muốn nó quay lại, bạn sẽ dùng phủ định của nó. Nhưng mà mình nhìn vậy nó kỳ lắm. Các bạn nhìn nó kỳ cái gì? Chỗ này là số điện thoại ban đầu. Cũng là số điện thoại. Số điện thoại phía sau cũng là số điện thoại. Nhìn có vẻ như nó không có ép phê lắm. Không có ép phê lắm với cái người nhập. Vậy chúng ta có thể chuyển cái do while thành gì? While do.
thì để nó hấp dẫn hơn. Thứ nhất là mình chuyển cái gì? Đây, thầy để lại cái đoạn này cho các bạn thấy. Thứ nhất là mình sẽ đưa cái này vô đây. Thứ hai là mình sẽ đu. Tí nữa thầy sẽ bỏ cái, thầy cứ bỏ cái đoạn trên nha. Quay. Quay cái gì? Trong khi không bằng thì vô đây làm gì? Nhắc nhở một cái. Số điện thoại sai, vừa nhập sai, xịt N mới nhập lại. Số điện thoại vừa nhập sai, mời nhập lại. Đoạn code này không xài đến. Như vậy bây giờ mình sẽ test lại một lần nữa. Số điện thoại Enter. Thấy không? Nhìn nó khác lạ một tí. Người ta mới hình dung được, à vừa rồi số bị sai. Nếu cần thì nhắc cho người ta số điện thoại là gì. Đó, số điện thoại là gì. Như vậy chỗ này nó sẽ phê hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Enter. Số điện thoại vừa nhập. Được chưa nào? Như vậy tùy theo trường hợp mà các bạn dùng do why hay why do. Nhìn thì các bạn thấy là cái gì cũng được, nhưng đôi khi do why và đôi khi thì why do nó hợp lý hơn. Kịp chỗ này không? Nếu như thầy muốn kiểm tra là mã số sinh viên của chúng ta có BS hoặc hôm trước chúng ta thấy là BK, BH, BD. Đó là những vị trí mà chúng ta biết. Đúng không nào? Vị trí mà chúng ta biết. Vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra mã số sinh viên của Poly. Chúng ta kiểm tra mã số sinh viên của Poly. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có một cái chuỗi là string mã số sinh viên chấm phẩy, và đây là thầy để là pattern của Mobi. Thầy đổi lại, đây là pattern của Mobi và thầy đặt một cái pattern riêng của mã số sinh viên. Mã số sinh viên mã số sinh viên, bây giờ giả sử chúng ta lấy mã số của mình đây, BS. BS phía trước, 5 số phía sau. Phía sau có 5 số, từ 0 đến 9. Và lặp lại mấy lần? 5 lần, không hơn, không kém. Như vậy mình đã có mã số sinh viên của Poly Sài Gòn, BS. Chỗ này chúng ta sẽ thử sử dụng lại cái đoạn code này. Copy, dán ra lại ở phía dưới, tạm thời bỏ đi. Tại vì mình đã test rồi, không cần test nữa. Nhập vào mã số sinh viên. Tiếp theo, mã số sinh viên sẽ bằng cái gì? Trong khi mã số sinh viên mà không có match với lại cái, không có match với lại cái pattern mã số sinh viên, thì chúng ta yêu cầu mã số sinh viên phải có PS và 5 chữ số. Nhập lại. Mời nhập lại. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ thay đổi mã số sinh viên. Scan lại một lần nữa. Và nếu xong thì chúng ta sẽ edit out mã số sinh viên vừa nhập
và chúng ta cộng với mã số sinh viên của chúng ta. Như vậy đoạn code đã hoàn thiện và chúng ta sẽ test thử nào. Pattern của Mobi chúng ta không xài cho nên nó gạch dưới, không vấn đề gì. Mã số sinh viên chúng ta ví dụ như là PS mà chúng ta gõ PA, bởi vì S với A nó gần nhau, chúng ta gõ là 18301, enter. Mã số sinh viên phải có PS và 5 chữ số. Mời nhập lại PS 18301, enter. Như vậy nó đã chấp nhận mã số sinh viên của chúng ta. Đã chấp nhận mã số sinh viên. Còn mã số sinh viên 5 số sau này đúng hay sai thì chưa biết. Như vậy mình không có chắc chắn là nó đúng. Nhưng mà mình chắc chắn gì? Chắc chắn nó sai. Thì mình lỗi ra. Số nào sai thì lỗi. Đó. Số nào sai thì lỗi. Đi vô khám nghĩa vụ quân sự đúng không? Có cần phải chắc chắn là nam nữ không? Không à. Ủa đi đến đó chắc là nam rồi. Rồi như vậy thì chúng ta chỗ nào mà chúng ta muốn loại trừ thì chúng ta chỉ có thể loại trừ được chắc chắn đúng hoặc chắc chắn sai. Nhưng mà loại trừ chắc chắn sai thì nó dễ hơn bằng cách nó không đúng mẫu. Ví dụ người ta yêu cầu tuyển người mẫu 1m75 trở lên thì người ta làm gì? Đó là gì mệt? Ngay cái cổng nè, ngay cái cửa nè, phải không? Để 1m75 cho vô đây ngồi hết nè, để ngang cái mức 1m75, đi ra đi, thằng nào ra được thì về luôn. Bởi gì nữa, ngay 1m75 mà đi ra lọt thỏm thì chắc chắn là dưới 1m75 thì cho về luôn. Thì những trường hợp đó chắc chắn sai. Còn ở lại có được làm người mẫu hay không phải qua một vòng nữa. Còn chắc chắn sai biết không? Biết. Rồi, ok. Ví dụ như bình thường cứ đi mà lọt dưới 1m75 là đi về, còn anh nào mà mang giày độn là tính sau. Như vậy là chúng ta đã thực hành một cái biểu thức chính quy. Phần này cơ bản ha.